Đồ Gỗ Phạm Gia. Xin kính chào quý khách, chào mừng các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia chúng tôi. Hôm nay xưởng chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc một mẫu kệ tivi đặc biệt là mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Cái kệ tivi gỗ hương đá, đây là mẫu mõ lồi gỗ hương đá, được rất nhiều quý khách hàng đang ngóng chờ và đang đợi xưởng ra hàng để bàn giao. Hiện tại xưởng đã có 50 đơn đặt hàng về mẫu kệ tivi đặc biệt này. Thì đây là một mẫu kệ nhìn qua thì rất là bình thường, nhưng mà khi các bạn đến xem trực tiếp thì các bạn sẽ thấy cái kệ tivi này nó khác rất nhiều trên hàng trên thị trường, giá thì lại rất là phù hợp phải chăng. Chiếc kệ tivi này có gì đặc biệt thì xưởng xin các bạn hoạt động 5 phút để giới thiệu chi tiết về hàng đặc biệt này. Các bạn dành ở 3-5 phút để xem chi tiết hơn về chiếc kệ tivi này, tại sao lại có nhiều người đặt hàng chiếc kệ tivi này như vậy. Trên màn hình các bạn bây giờ hiển thị là mẫu kệ tivi mõ lồi, là lồi ở giữa đấy, hai bên ngõ xuống là lồi ở giữa, được làm từ gỗ hương đá và thông số kỹ thuật là từ mép bên trái màn hình đến mép bên phải màn hình là dài 2m37 là theo đúng số đỏ trong phong thủy, và chiều cao là 87, chiều sâu là 47. Đấy, tất cả những số đo đều là số đo chuẩn trong phong thủy. Đây từ mép này lên trong này là chiều sâu là 47 và chiều cao từ chỗ cao nhất xuống mặt đất là 87. Tất cả đều theo số đỏ trong phong thủy hết. Ván vách thì xưởng nhà mình làm 100% là gỗ hương đá nhé, kể cả là mặt đằng sau hay mặt đằng trước nhà mình đều làm gỗ hương đá 100%, không hề pha tạp. Đây mình quay đằng sau để các bạn thấy. Đây nói qua về bên ngoài trước, để tí mình sẽ đi chi tiết ở bên trong, các bạn đã thấy hàng này nhà mình nó khác biệt so với hàng tự do trên thị trường nha. Đấy là phần bên ngoài, còn khi đi chi tiết sâu hơn thì mình cũng xin giới thiệu luôn với quý khách hàng là tất cả là vách nhà mình làm là vách liền này, ván liền, và tích trên kệ này được đục là tích tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa thịnh vượng quanh năm. Đấy, cái tích này trên kệ này đục là tùng cúc trúc mai và đục tích tứ quý. Còn ở giữa mình đục hai cái bình hoa sen và hai chậu mai đấy. Đây là hai hoa sen, hoa đào mai, hoa sen và đào, đây là đào, tượng trưng cho sự thịnh vượng quanh năm đấy, lúc nào cũng vui như Tết. Đào thì các bạn thấy là đào lúc nào cũng vui như Tết rồi, thấy hoa đào là thấy Tết rồi. Ở trên này nhà mình là chạm khắc đồng tiền, tài lộc quanh năm đấy. Hàng này khác biệt so với hàng trên thị trường chính là cái khung này nhà mình xẻ là 4 phân nhé. Tất cả khung cánh này nhà mình xẻ là 4 phân, rất chi là dày. Là khung cánh này mình xẻ 4 phân. Còn ván này nhà mình làm dày 2 phân nhé. Các bạn nhìn đây là đục sâu rất là sâu này. Đây nhà mình đục sâu 1 phân này. Đây đục một sâu 1 phân. Bây giờ vách này đục này sâu rồi 1 phân, mình nói hơi chưa đến 1 phân, phải sâu hơn 1 phân. Nếu thực tế nếu các bạn nào dùng thước kẹp đo ấy, thì cái độ này sâu để kênh bông này phải hơn 1 phân. Đấy. Tất cả đều đục rất chi là sâu, đục 3D, chậu ra chậu, cành ra cành. Nó không phải hàng tẹt tẹt, hàng trên thị trường này các bạn chỉ đục có 3 ly thôi, đục máy, còn đây mình đục tay. Đây các bạn nhìn các cái lép khớp này, người đục tay rất là sắc nét. Máy sửa tay. Nó khác hàng trên thị trường rất là nhiều. Đấy. Toàn bộ là đục thủ công ấy, rất chi là đẹp. Đấy. Đấy, ngăn kéo nhà mình cũng làm ván liền. Từ cái chi tiết nhỏ nhà mình cũng làm ván liền nhé, không hề chấp ghép. Đấy. Cánh rất là dày. Đấy.
Cái kệ TV này kê vào trong phòng khách thì rất chi là sang trọng và rất là điểm nổi bật của trong phòng khách luôn. Mẫu kệ TV này rất phù hợp với những bộ bàn ghế to như là Âu Á hoặc là Hoàng gia, Tần Thủy Hoàng, là những cái ghế lớn dài 2m4, các bạn tham khảo. Và một chiếc kệ TV siêu đẹp và siêu khủng như này, xưởng nhà mình đang bán với giá là 15 triệu đồng, chỉ có 15 triệu đồng thôi. Anh chị em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với xưởng nhà mình. Xưởng nhà mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về mọi loại sản phẩm, đặc biệt là anh chị ở gần thì vui lòng đến trực tiếp xưởng xem hàng tại địa chỉ là làng nghề Tôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bạn ở xa, các anh, các chị, các bác ở xa mà không có dịp đến xưởng thì các bạn vui lòng tham khảo hàng trực tiếp tại địa chỉ website là xưởngđồgỗgiagoc.com. Trên đấy xưởng nhà mình có rất rất nhiều mẫu mã đầy đủ luôn để các bạn tham khảo. Các bạn có thể gọi trực tiếp đến số hotline 0972 971 555. Xưởng nhà mình sẽ tư vấn trực tiếp, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ hết mình cho các bạn, bán hàng bằng cả cái tâm. Sau đây xưởng xin kết thúc video giới thiệu về chiếc kệ mõ lồi siêu đẹp này. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.